Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp không nghèo đi đâu được, hạnh phúc vì tiền đồ ập vào túi trong tháng 12 năm 2022, tài mệnh đỏ chót như son, rũ bùn đứng dậy, sáng lòa túi tiền rủ rỉnh gấp 2 gấp 3, làm gì cũng giàu sang. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi ngọ. Theo tử vi 12 con giáp, tháng 12 chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước, được các tinh mang đến cơ hội đổi đời. Tuổi ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi, tinh thần cầu tiến giúp tuổi ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp. Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới, nhờ vào khiếu ăn nói năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy thể hiện cá tính vốn có. Những người có gia đình, cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính của mình. Ngựa chiến là loài vật đại diện thay mặt cho sự đơn giản và giản dị và nhanh gọn. Con vật này là tín hiệu thứ 7 trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Họ là những người độc lập, vui tươi và thân thiện. Người tuổi ngọ này cũng hoàn toàn có thể khá cứng đầu và khi tức giận thì có khuynh hướng không làm chủ được tâm lý và hành vi của mình. Họ hầu hết là những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Bản chất lạc quan và thể chất mạnh mẽ của họ kết hợp với một cách nhìn nhạy bén. Họ luôn nghĩ ra những ý tưởng mới, họ thích giúp đỡ bất cứ ai và bất cứ điều gì trước mắt mình, bao gồm cả việc yêu thương của bản thân mình. Người tuổi ngựa đa số sẽ làm một công việc tốt, họ muốn thành công, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người cầm tinh con ngựa. Trong tình yêu, người tuổi ngọ hoàn toàn có thể là một trinh sát tình trường đầy mê hoặc. Họ hoàn toàn có thể thuận tiện lôi cuốn và tán tỉnh đối phương trong tầm ngắm một cách đầy điệu đàng nhất. Một số người tuổi con ngựa lại thích giao du hão huyền và yêu sự tự do, thế cho nên họ không cam kết được sự chắc như đinh trong tình yêu của mình. Một người tuổi ngựa muốn thành công xuất sắc trong hôn nhân gia đình thì phải thực sự trưởng thành để điều khiển và tinh chỉnh tâm lý và hành vi của mình. Họ là một người thích đi dạo, cần hoạt động giải trí về sức khỏe thể chất lẫn ý thức để lan rộng ra tầm nhìn. Tuổi ngựa thường là những người linh động, thích ứng tốt với những biến hóa bất thần và thiên nhiên và môi trường mới. Hầu hết những người tuổi ngựa đều có đặc thù đậm chất ngầu giống nhau. Người tuổi ngựa chiến luôn có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng sau cuối họ vẫn chỉ có một mình. Họ chỉ muốn đi theo con đường riêng của mình, chạy tự do trước mọi nẻo đường sống. Tuổi ngọ được coi là con giáp du mục trong 12 con giáp. Người sinh tuổi ngọ luôn tới lui từ chỗ này sang chỗ khác, nhảy từ dự án này sang dự án nọ, chương trình này sang chương trình khác. Họ là người ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập, khó thích ứng với những công việc có tính cố định và nhàm chán. Người sinh năm ngọ thoáng đãng, hào phóng, mẫn tiệp, trang điểm hợp thời, giỏi đối đáp ngoại giao, sức quan sát tốt, đầu óc nhanh gọn, cởi mở, dí dỏm và lý thú, thích tự do đi đây đi đó, không chịu sự ràng buộc vào bất kể cái gì, thích thao tác theo sở thích sở trường của mình, dễ đam mê và cũng mau chán, tính khí nóng nảy khi bị chọc tức thì lờ giận tưng bừng, tuy nhiên cũng hết giận rất nhanh. Những người có cùng mệnh này thường khá bốc đồng, họ không chịu nổi những gì tẻ nhạt dập khuôn, họ có khuynh hướng rất thích đi xa và không dừng ở đâu lâu được. Màu sắc họ yêu quý là màu vàng cam, tổng thể hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, tạo nên một sự tự do tinh xảo mà chân thành tương thích với đậm cá tính của những người tuổi ngọ. Người tuổi ngọ ưa thích hoạt động giải trí, họ thao tác không sợ chết để hoàn thành xong việc làm, nhưng đó phải là thời hạn do chính họ đặt ra. Người tuổi ngọ có biệt tài đo lường và thống kê nhanh như chớp, hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích trường hợp và con người trong nháy mắt, nhưng đôi lúc lại quá nhanh nên đã hành vi trước khi nhìn thấy hàng loạt yếu tố. Có năng lực tiếp đón nhiều việc cùng một lúc, họ liên tục bận rộn, thích được thử sức mình. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể bị kiệt quệ, công sức của người ý thức lẫn thể xác. Người tuổi ngọ có tham vọng và tự tin vào năng lực riêng, họ chẳng mảy may chăm sóc xem người khác nghĩ gì,
và giỏi tránh né yếu tố. Đôi khi họ kém kiên trì và dễ nổi nóng, mặc dù họ chẳng mấy khi thù oán ai. Những người sinh năm ngựa thường có đậm chất ngầu phóng khoáng, không nền tảng có năng lượng tâm lý độc lập và ít để lại bụng. Cảm ơn quý anh chị tuổi ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi ngọ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là tuổi Tuất. Tháng 12 năm 2022 là khoảng thời gian lục hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tuất sẽ đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với mình, đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín. Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần. Những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được, nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng giành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình. Bản tính sinh ra có tinh thần trách nhiệm công việc cao, cùng đó là ý chí kiên cường, nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu nhờ quyết tâm cao độ. Người tuổi Tuất là một người sống thật thà ngay thẳng, họ không bao giờ vì tiền tài vật chất và địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Bất kể trong công việc gì, họ cũng luôn đặt lợi ích tập thể lên bên trên. Không chỉ vậy, người tuổi Tuất còn là người vô cùng tốt bụng, nếu thấy người khác gặp khó khăn họ nhất định ra tay cứu giúp. Tuy nhiên bởi vì tính cách hay giúp đỡ người nên đôi lúc họ bị hiểu nhầm là người hay bao đồng nhiều chuyện. Người tuổi Tuất vô cùng khéo léo trong cử chỉ hành động, cụ thể nếu người khác thấy làm sai điều gì, người tuổi Tuất sẽ không vội vàng chỉ trích hay trách móc, mà họ sẽ nhẹ nhàng đưa ra nhận xét sau đó mới góp ý kiến về điểm sai đó. Người tuổi này luôn được mọi người yêu quý kính trọng, trong mọi việc, họ luôn đưa ra những cách giải quyết thông minh khéo léo, thấu tình đạt lý, họ sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mọi người và luôn đồng cảm với khó khăn của người khác. Ngoài ra họ là những người sống rất cẩn thận, họ luôn dè dặn trong mối quan hệ bởi họ ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ luôn kiên định và cố chấp trong lập trường và quan điểm riêng của mình. Họ rất khó để từ bỏ lập trường của mình và cũng không dễ thay đổi khi bị người khác thuyết phục. Ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Tuất đã có người là nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ là người thích tự lập, từ nhỏ đã muốn rời xa sự bao bọc của cha mẹ để tự lập với cuộc sống của chính mình. Có thể nói người tuổi Tuất thường trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ giả dặn hơn so với những người tuổi khác. Người tuổi Tuất tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ hết lòng vì công việc. Ở họ luôn có lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước vì mục tiêu, sống rất nhiệt tình và trung thành, yêu cầu cá nhân ít, có lòng thương người và hay đồng cảm với nỗi khổ đau mất mát của người khác, yêu chính nghĩa, khiêu chiến với những bất công vô lý, ghét gian tà xảo trá, thích tự do, bình đẳng và dân chủ. Khi làm việc thường khách quan, chú ý hiện thực, khi nói năng chú ý lý lẽ đầu đuôi. Theo quan niệm đúc kết của nhân gian, người tuổi Tuất thường là những người nhanh nhẹn, trung thực, có trí thông minh và cả sự nhẫn nại nhất trong 12 con giáp. Do đó cuộc đời người tuổi Tuất thường an yên, sống sung túc nhờ ăn ở lương thiện, lấy đạo đức làm gốc và giúp đỡ người khác là trách nhiệm. Bên cạnh đó, người tuổi Tuất cũng có quan điểm sống khá cởi mở, thân thiện và đặc biệt là rất lạc quan, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời người tuổi này cũng đặc biệt rất nhạy cảm, nhất là với người nữ tuổi Tuất. Đôi khi nhạy cảm có thể dẫn người tuổi Tuất đến những quyết định dựa trên tình cảm nhiều hơn lý trí. Trong các mối quan hệ bạn bè, ngoài xã hội thì người tuổi Tuất rất thân thiện, thích giao thiệp bạn bè. Do đó người tuổi này có rất nhiều bạn bè và thường nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những mối quan hệ xã hội. Người tuổi Tuất có cuộc đời khá mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng. Vốn là những người thông minh hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh buôn bán, vì bận rộn lo toan vất vả, song lục lá đến khá lớn, trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản, người tuổi Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có.
Cuộc đời của những người tuổi Tuất cũng gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Người tuổi Tuất có đặc điểm tâm lý rất thích đi rong chơi du lịch đó đây, và những chuyến viễn du như thế họ rất thỏa thích. Tuổi Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy bị kẻ yếu chèn ép, bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thủ hẳn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là tuổi Thân. Những chú khỉ chính là con giáp may mắn cuối cùng được điểm tên trong danh sách những con giáp may mắn tháng 12 này. Những người tuổi Thân thường là người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng và luôn biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều bạn bè hỗ trợ. Đặc biệt bước sang tháng 12, tuổi Thân có cục diện tam hợp thái tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Tử vi trong tháng này, dù làm gì tuổi Thân cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc. Lời khuyên cho người tuổi Thân là bạn càng chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu thì cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên thuận lợi, viên mãn bấy nhiêu. Dù đang trên đà may mắn thì những người tuổi Thân cũng đừng chủ quan trong mọi việc. Khi làm việc gì nên cân nhắc thật kỹ lưỡng để tránh những điều không may có thể xảy ra nhé. Bề ngoài người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợp và linh hoạt. Dù trong công việc hay cuộc sống, những người tuổi Thân rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân mình. Những người tuổi Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi trong những vấn đề mang tính nghệ thuật và biết giỏi rất nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân. Họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt, mà các việc vặt thủ công hay may vá họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Thân vốn dễ hấp thụ kiến thức, bởi vậy bạn hiểu và biết khá nhiều. Họ có thể làm nhiều thứ một lúc cũng như rất tinh tế trong đối xử, nên đôi khi bạn sẽ bị mắc lừa nếu thực sự tuổi Thân có ý đồ. Dù họ giỏi rất nhiều thứ nhưng lại rất tự tôn và khiêm tốn, họ không bao giờ khoe mẽ mà chỉ giữ kín cho bản thân, chờ thời điểm mới thể hiện. Người tuổi Thân thường không chịu thua ai, họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn. Khi nóng giận nói lời khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Dù gì thì người tuổi Thân vì quá nhanh nhẩu mà có chút thiếu sự thật thà và khó tin cậy. Nếu bạn muốn tâm sự và cần một người lắng nghe, trao cả lòng tin thì về mặt này, người tuổi Thân làm không tốt. Người tuổi Thân luôn đặt thành tựu của người khác làm cái mốc để bản thân vượt qua. Họ chỉ chú tâm đến những giá trị và mục tiêu của bản thân mà đôi khi quên đi sự tồn tại của người khác. Tính cạnh tranh của họ rất lớn nhưng thường không bộc lộ ra ngoài. Người tuổi Thân bản chất khá lanh lợi, họ nhanh nhẹn và là những chú khỉ không chỉ ở hành động mà còn ở lời nói và suy nghĩ. Họ cũng là người rất kiên định với những gì mình muốn. Khi đã lên mục tiêu cụ thể, bạn thường tìm mọi cách để đạt được nó bất chấp điều ấy có thể gây tổn thương hay bất lợi cho người khác. Họ quyết làm bằng được theo kế hoạch định sẵn. Là người giỏi giao tiếp, người tuổi Thân vẫn luôn là tiếp người rất biết cách ứng biến giao tiếp, trò chuyện với mọi người xung quanh. Họ có thể nhanh ý đoán được tâm ý và tâm tư người khác để có thể điều chỉnh cuộc nói chuyện một cách xuất sắc. Đa phần những người tuổi Thân đều rất thông minh, họ nhanh nhạy trong các tình huống, có nhiều sáng kiến và phát biểu hay. Họ phản ứng rất nhanh trong các môi trường đổi mới, không nhờ vả sự tự túc mà mình làm việc và cống hiến. Là những người rất đa tài, tài hoa, xuất chúng, thích được chỉ huy người khác, đặc biệt là họ được khá nhiều người ngưỡng mộ. Người tuổi Thân rất nhạy bén với công việc kinh doanh buôn bán sinh lời, họ biết thay đổi để thích nghi, biết tận dụng cơ hội cho bản thân, biết quy mô tính toán một cách cẩn thận. Sự nhanh nhạy cùng với thông minh và tài lẻ vốn có, họ đủ mưu trí để đưa ra những chiến lược thông minh. Thêm vào đó họ có sự cứng đầu không chịu thua ai. Chính vì thế họ có thể cạnh tranh và cố gắng trên mọi phương diện để đem về kết quả tốt nhất. Người tuổi Thân là những người rất ưa thích các hoạt động thể thao, năng động và rất biết chăm chút cho bản thân.
họ có thể giữ gìn được vóc dáng theo ý muốn bởi họ rất có kế hoạch, cũng rất coi trọng sự chỉnh chu bên ngoài. Họ năng động nên họ yêu thích nhiều thứ cùng lúc, đàn hát, vẽ, múa, nhảy. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thân có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn phát tài trong tháng 12 này. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.